Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin kính chào các khách hàng mọi người Trung Quốc. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2023. Thì bên em hôm nay lại tiếp tục cập bến được mấy em X12. Hàng thương hiệu của DK King, mã là DK8006. Thì cái dòng này thật sự các bác là đã cũng khá là lâu rồi. Nói chung là ít khi được những cái con hàng đẹp như thế này để về giới thiệu cho các bác. Đấy. Và dòng này thì ở trên thị trường thì các bác nghiên cứu rất là nhiều anh em đã review và đã giới thiệu những con X12 bãi xịn hàng thương hiệu của DK. Dòng này các bác thì đã biết rồi. Đấy. Và để làm sao em sẽ giới thiệu cho bác review lại để giới thiệu qua cho bác là để làm sao những cái hàng xịn, hàng chuẩn thì nó phải đẹp như này nha các bác nhá. Đấy. Từ mặt trước đến mặt sau nha các bác nhá. Đấy. Đều là đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Và đặc biệt của dòng vang X12 bãi thì là phải bốn cái con tụ nhôm này, nó phải tụ to cho các bác nhá, tụ to. Đấy, tụ Nhật, tụ to đùng luôn. Các bác nhá. Đấy, còn lại tụ bé thì là không tính tiền nha các bác nhá. Đấy. Và bản chuẩn của nó thì nó sẽ không có những cái dây. Có nghĩa là bản nó này là bản chuẩn các bác nhá, thì nó không phải là bản lỗi, thì nó sẽ không có cái dây câu ở cái chỗ này. Đấy. Còn đa phần những con dây đã có cái dây câu ở đây nó là bản lỗi. Đấy, lỗi thì người ta mới câu dây nha các bác nhá. Và đã qua sửa chữa. Đấy. Thì người ta mới câu dây. Đấy nha các bác nhá. Đấy, còn những con bản chuẩn các bác nhìn bao giờ đấy, nó cũng gọi là nét căng căng cặn luôn. Các bác nhìn những cái mền này nó sạch gọi là bóng là mỏng mỏng luôn nha các bác nhá. Đấy. Nó phải đẹp, nó phải nét căng như này. Đấy. Còn những cái con IC tiếng là IC của nó là AKM nhé các bác nhé, AKM. Đấy. Đấy, cái dòng này thì nó sẽ có hai đời, một dòng đời là PCM, cái đợt lô trước mà về thì nó có sẽ có cái lô là IC của nó là PCM. Đấy. IC nó rất là chất. Đấy, dòng này thì nó là AKM. Đấy. Nói chung là cái chất âm thì nó không chênh nhau nhiều các bác nhá. Đấy. Nhưng mà những cái dòng này thì các bác chơi thì cực kỳ là lành tính. Dòng X chính là dòng vang X, từ X10 trở nên các bác chơi là rất là lành tính rồi nhá. Còn X5 thì nói chung là chơi cũng được thôi, nhưng mà ở cái phần tầm tiền phân khúc tầm tiền chung nên là nó cũng rất hay là lỗi vì nó sản xuất lâu lắm rồi. Còn dòng X12 này thì nó cũng là mới các bác nhé. Và những dòng X12 bãi thì các bác chơi thì nó xịn sò hơn. Đấy, xịn sò hơn là những cái hàng mới. Đấy, các bác nhé. Xịn sò hơn là những cái hàng mới. Bao giờ hàng bãi nó cũng chất lượng nó sẽ tốt hơn những cái hàng mới, trừ khi những cái hàng mới là những cái gặp những cái hàng mà nó hàng chính hãng nha các bác nhá. Đấy thì cái linh chất linh kiện nó mới tốt được, còn cái hàng không chính hãng thì thật sự các bác hàng trôi nổi trên thị trường thì thật sự là linh kiện nó cực kỳ là kém luôn, không khéo bóc những quả bóc những con tụ như thế nào, khả năng là chẳng có gì bên trong, bé tí ruột, khả năng bé tí tẹo. Đấy, những con tụ này đấy, ruột trông to nhưng mà không khéo tháo ra ruột nó bé tí mà cân nặng nó rất chi là nhẹ. Đấy. Còn những cái hàng chất thì các bác chơi thì yên tâm. Đây thì em sẽ giới thiệu con bác cho bác. Con này thì nó chạy chip analog device, hàng của chạy chip của Mỹ nha các bác nhá. Đấy. Chip của nó đời cao là 21489 nha các bác nhá. Analog device, đấy, rất là chất lượng luôn. Đó. Chip này là chip cao rồi. Con này thì nó sẽ có cổng quang. Đó, đầy đủ cổng quang cho các bác và nó có 6 đường hiệu ra nha các bác nhá. Đấy. Bằng giác Canon, còn hai đường ra là giác AV nha các bác nhá. Đấy. Thì những cái mặt hàng này thì bên em bán thì bên em sẽ gọi là cài đặt cho các bác 4 đến 5 chế độ chuyên nghiệp, thì các bác về hát ở chế độ nào thì các bác sẽ tự gọi ra. Và cái mức giá thì em khẳng định với các bác là để mà mức giá bên em đưa ra là bên em bán hàng thật. Đấy, nên là tiền nó cũng phải thật các bác nhá. Đấy, chứ không phải là bán hàng ví dụ như là nhiều anh em bán nó rẻ hơn, nhưng mà các bác phải nhìn cái chất linh kiện cho nó có khác nhau hay không. Đấy, các bác sẽ so sánh thì các bác sẽ biết được. Đấy. Bên em thì bán với mức giá hiện tại ở bên cửa hàng. Đấy, là mức giá là 3.900.000 nha các bác nhá. 3.900.000 một con hiện tại thời điểm bây giờ.
bây giờ là hiện tại thời điểm bây giờ đang đang cấm biên bán rất là những cái hàng X12 mà bãi mà nó hàng xịn sò đẳng cấp như thế này thì thật sự các bác là nó rất là ít đấy, không bao giờ có nhiều. 3.900.000 mức giá này thì bên em đã tặng khiển và bao ship cho các bác nha các bác nhá, tặng khiển và bao ship cho các bác và cài đặt đấy, cài đặt cho các bác đủ 4-5 chế độ nha các bác nhá. Đấy thì các bác nào có nhu cầu cần về những cái hàng van bãi mà hàng xịn sò đẳng cấp hàng như này, và bốn con này thật sự các bác là nó đẹp nét căng luôn nhá, từ ngoài vào trong đấy, từng cái góc cạnh này của nó vậy các bác nhé, nhìn nhá rất là nét đấy. Hàng bãi mà được như này thật sự các bác là các bác chơi không cần phải lăn tăn cái gì cả đấy. Như này là quá là đẹp rồi, quá là xuất sắc rồi đấy. Còn những con hàng xấu nhiều anh em bán hoặc những hàng lỗi đã qua sửa chữa cả 3.500.000 đến 3 triệu, em khuyên các bác không nên mua được cái gì cả nhé. Hàng sửa chữa chữa xong rồi một thời gian các bác chơi nó lại hỏng đúng cái chỗ đấy nhé các bác nhé. Cứ hàng zin, hàng đẹp chuẩn chỉ mà các bác mua đắt hơn một tí, bỏ đồng tiền ra các bác mua nó yên tâm rất là nhiều, và sau này các bác có muốn nâng cấp hay là muốn đổi khác thì bên em nhập lại, hoặc là bên em nhập thì các bác hỏi bên khác người ta nhập lại cho các bác ngay, vì hàng đẹp thì bao giờ các bác bán ở đâu cũng được, nhưng mà hàng đã sửa chữa, hàng lỗi khẳng định luôn nhập lại mất giá mà có khả năng người ta còn không nhập lại cho các bác nữa đấy. Nên là những cái mặt hàng đẹp đắt hơn một chút các bác em khuyên thật các bác nên chơi đấy, đừng tiếc một vài trăm nghìn mà theo mua những cái hàng vớ vào vớ vẩn, hàng lỗi người ta sửa chữa rồi các bác mua đừng có tiếc rẻ mà nhận được những cái sản phẩm nó không được tốt đến tay các bác đấy. Nên là bên em bán hàng chỉ bán hàng đẹp đấy, bên em không bán hàng xấu các bác nhá. Và các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng đấy, đúng hàng các bác nhận, không đúng hàng các bác gửi giả lại bên em đấy, bên em sẽ hoàn toàn chịu tất cả các phí nha các bác nhá. Số lượng không có nhiều, vừa giờ em về được 6 con được các bác các sang bác ở gần nhà các sang bác lấy được 2 con rồi, thì số lượng bây giờ chỉ có 4 con thôi nhá các bác nhanh tay đấy. Hàng này số lượng cực ít đấy, các bác nào có nhu cầu điện thoại trực tiếp vào số điện thoại em đang trên bài, hoặc đây là số điện thoại của em 0955778338. Bác nào ở gần qua trực tiếp cửa hàng số 247C đường Ngô Quyền, phường Hòa Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thì video này xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Minh Nguyễn. Và các bác lại yêu kênh để lại cho em một vài dấu like, nhấn ký để tiện theo dõi những video, những bản hàng mới nhất ở bên em cập nhật hàng ngày cho các bác. Sau đây xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo ạ.